Vâng, xin chào anh chị. Trong những ngày này thì bên em đang có dịch vụ cho thuê máy tính, laptop. Vâng, em ở khu vực Xuân Mai. Xin chào anh chị em nhé. Hiện tại thì mình đang có một hệ thống laptop này để cho thuê, giúp các em học sinh cũng như là các bạn nhân viên văn phòng làm việc trong mùa dịch này. Bạn nào có nhu cầu mong muốn thuê những cái chiếc máy này thì có thể liên hệ với mình sớm nhất nhé. Đây, ở đây mình cũng có rất nhiều loại máy, ví dụ ở đây là cái này thì các dòng máy Dell này, Lenovo này. Đấy, xuống thợ mình đây nhá. Đó, mình ở Xuân Mai. Còn những con chiếc Asus như này hoặc là như thế này thì như Asus này. Đây, trước mặt các bạn là cái Asus này, đây là con Dell này. Máy Dell này. Đấy. Còn đây là hệ thống mạng hệ thống wifi, hệ thống camera giám sát để chúng ta quan sát cũng như sử dụng mạng trong quá trình làm việc ở nhà. Máy tính điện thoại này, các bạn có vấn đề cần sửa chữa thì mình cũng có thể hỗ trợ các bạn được nhé. Đó. Thì đây chúng ta có thể nhìn thấy một hệ thống đây, toàn bộ hệ thống này, hệ thống bên trên này là một dàn đeo này. Một dàn máy đeo này, đó. Còn đây cũng là hệ thống máy đeo, là cái hệ thống máy mà các anh chị đang quan tâm nhiều nhất đấy ạ. Còn đây là hệ thống máy HP Asus, Asus Lenovo và HP. Đây là các dòng máy Acer. Đó. Còn đây là cái máy in. Đó. Thì chúng ta nhớ là chúng ta còn có thể muốn sử dụng các dòng máy Lenovo đây ạ. Hoặc là Lenovo này, Asus này. Thì có thể liên hệ với mình để mình hỗ trợ các bạn, giúp các bạn học tập online tốt hơn cũng như là chúng ta sử dụng trong công việc làm việc online. Mình ở Xuân Mai thì các bạn có thể liên hệ với mình theo số điện thoại ở phía dưới hoặc là liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 083 881 9191. Mình sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn có những chiếc máy tính phù hợp nhất giúp các con học tập cũng như là các bạn làm việc văn phòng. Đây là những chiếc camera này. Đây những cái camera của Hik. Đây là cái hệ thống. Rất vui được phục vụ các bạn. Bạn có thể cần mua bán hoặc sửa chữa laptop, máy tính, camera thì có thể liên hệ với mình trên số điện thoại này. Vâng, rất vui được phục vụ các bạn. Rất vui được phục vụ các bạn.
喜欢你，长钢琴，每个音符都很美妙。我喜欢你。